Ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc qua đời ở tuổi 25 và không ai biết điều gì đã xảy ra. Khi phát hiện Moonbin qua đời tại nhà riêng, quản lý của nam ca sĩ lập tức báo cảnh sát. Qua xác minh ban đầu, cảnh sát cho biết khả năng Moonbin đã tự tử. Tin tức nam idol Moonbin, Acho, qua đời hiện đang trở thành tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội. Thi thể của nam ca sĩ được người quản lý tìm thấy tại nhà riêng ở quận Gangnam, Seoul vào lúc 20 giờ 10 phút và sau đó gọi cảnh sát. Đến nay, người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn này. Nhiều người đã vào trang cá nhân của nam idol và xót xa khi thấy những dòng trạng thái cuối cùng của anh. Theo đó, chỉ vài tiếng trước khi được phát hiện đã qua đời, Moonbin đăng ảnh 6 thành viên nhóm Acho cùng dòng nhắn nhủ My Ever Dư Thinh, Mion, tạm dịch. Tất cả của tôi, tất cả những gì tôi có. Theo Fantasio, ban giám đốc, các nghệ sĩ và nhân viên cùng công ty bàng hoàng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nam thần tượng trẻ. Thậm chí, nhiều người chưa dám tin vào thông tin này. Bên cạnh đó, công ty quản lý cho biết gia đình Moonbin đang trải qua thời khắc khó khăn. Vì vậy, họ hy vọng khán giả không lan truyền tin tức sai sự thật về cái chết của Moonbin để tránh gây ra thêm tổn thương cho tang quyến. Theo truyền thông Hàn Quốc, các thành viên nhóm Acho bị sốc về sự ra đi của Moonbin. Nam ca sĩ Cha Eun-gu đã đặt vé máy bay từ Mỹ về Hàn ngay lập tức sau khi nghe tin đồng đội qua đời. Acho ra mắt vào năm 2016 với 6 thành viên. Tính đến nay, họ đã gắn bó 7 năm. Trước khi mất, Moonbin hoạt động với tư cách là thành viên của nhóm nhỏ Moonbin và Sanha. Họ bắt đầu chuyến lưu diễn qua 8 thành phố châu Á, 3 thành phố ở khu vực Nam Mỹ từ tháng 3, dự kiến vào ngày 13 tháng 5. Moonbin sẽ biểu diễn ở Jakarta, Indonesia. Khuya ngày 19 tháng 4, Lumina Entertainment, đơn vị tổ chức buổi biểu diễn, thông báo hủy bỏ sự kiện và xin lỗi người hâm mộ. Trên bản tin của đài MBC vào sáng nay, phát thanh viên Jang Seung-hyo đã rơi nước mắt khi thông báo về cái chết của Moonbin. Moonbin có ngoại hình sáng sủa, tính cách vui vẻ, tôi không biết chuyện buồn này sẽ xảy ra với cậu ấy. Tôi cầu chúc người đã khuất được yên nghỉ, Jang Seung-hyo thể hiện sự xót xa. Anh từng làm việc với Moonbin trong chương trình Story of KJ Grand Ubai do tiêu mùa 3 của đài SBS vào năm ngoái. Trên trang cá nhân, diễn viên Kwon Hook-soo bày tỏ sự thương tiếc với đồng nghiệp quá cố, tôi yêu và nhớ bạn rất nhiều. Jong Kang Ibo đưa tin, Sở Cảnh sát Gangnam nhận được báo án về cái chết của Moonbin vào tối ngày 19 tháng 4, thi thể anh được quản lý phát hiện ở nhà riêng. Cảnh sát vẫn đang điều tra thêm và chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận chính xác về sự ra đi của nam thần tượng Hàn Quốc. Net cho biết trước khi mất, Moonbin gặp vấn đề sức khỏe. Đầu tháng 4, anh bất ngờ bị choáng, sa sút thể trạng trước khi lên máy bay từ Hàn Quốc sang Thái Lan thực hiện lịch trình. Theo nguyện vọng gia đình, tang lễ của Moonbin tổ chức kín đáo vào ngày 22 tháng 4 tại Bệnh viện Asan, Seoul. Nghệ sĩ Moonbin sinh năm 1998. Anh là một trong những thành viên được chú ý nhất ở nhóm nhạc Acho. Moonbin giữ vị trí nhảy chính, main dancer. Anh được đánh giá có kỹ năng nhảy và khả năng nhớ động tác không thua kém vũ công chuyên nghiệp. Trước khi debut cùng Acho, Moonbin là gương mặt khá nổi tiếng khi từng đóng Junho phiên bản nhí trong MV Balloons của GBSK. Năm 2009, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Boy Over Flower, Vườn Sao Băng của đài SBS với vai thiếu gia So Ji-jong, nhân vật của Kim Bum. Ngày bé, Chuk Chi, theo Jin.